khách hứa đến chơi tối giữa chừng câu chuyện có người hỏi nhà bác có đường không tất nhiên hôm qua vừa mua một cân ông khách mỉm cười bác điên à mua mấy bao đường mà cất đi đường sắp hết rồi không phải mấy cân mà là mấy bao mới sợ chứ một người quen tôi lại đến bảo bác đã mua dầu chưa cũng còn một ít dầu hỏa rồi sẽ không bán nữa đâu mua lấy mười mười lăm can mà cất đi không phải mười mười lăm lít mà mười mười lăm can mới sợ chứ một ông bạn đến hỏi, bác có trà không? Có chứ, mới mua một gói. Trời ơi, bác vẫn còn tỉnh táo đây chứ. Bác phải mua ngay 40, 50 gói. Chỉ tuần sau là đốt đốt ban ngày cũng không tìm thấy đâu bán. Một ông bạn khác khuyên, đậu trắng, bác có biết không? Chạy đi mà mua lấy 5, 10 bao. Sắp đắt đến nơi rồi. Không phải 5, 10 cân, mà 50 bao mới sợ chứ. Ông hàng xóm sang hỏi, bác còn xà phòng không? cũng còn mấy bánh thế bác không biết chuyện gì à ai cũng chạy đi mua xà phòng cả lại một hàng xóm khác đe bác đừng nói với ai nhé dầu ô liu lên giá đến nơi rồi bác đi mua lấy vài can kẻo muộn nếu nghe lời kẻ quen người thuộc thì nhà tôi phải thành kho thực phẩm còn tôi thì phải thuê khách sạn mà chú bác phải tìm nơi tích chữ không phải một vài cân mà là mấy bao mấy thùng mấy bịch sáng danh đức a à la là, tôi làm gì có tiền tôi chỉ chạy được một cân dầu ô liu, ba bánh xà phòng, một gói trà, một cân đường thôi. nhưng khi có người đến hỏi bác có đường không, úi trà trà, đầy cả gầm giường, thế dầu hỏa, trừ một trăm thùng chẵn, tôi bịt ngay miệng ông ta lại. còn trà, thừa thãi tôi đắp đầy chán ngã tôi đã mua năm trăm gói để dành. chấm chấm chấm, suốt mấy ngày liền, tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy trên tuyến đường từ nhà tôi ở phố Aaron Quê đến phố cây ngày hôm qua tôi bèn đi liền tù tì đến tận chuyến cuối. Xin lỗi bác người bán vé hỏi chúng tôi đã đi tám chuyến, sao bác còn ngồi? Vậy bác định đi đâu thế? Tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi. Sao lại thế? Anh đừng nói với ai nhé. Giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi. Hôm nay còn rẻ, tôi phải cố đi cho nó đã. Khách hứa đến chơi tối. Giữa chừng câu chuyện có người hỏi, nhà bác có đường không? Tất nhiên, hôm qua vừa mua một cân. Ông khách mỉm cười, bác điên à, mua mấy bao đường mà cất đi, đường sắp hết rồi, không phải mấy cân mà là mấy bao mới sợ chứ. Một người quen tôi lại đến bảo, bác đã mua dầu chưa? Cũng còn một ít, dầu hỏa rồi sẽ không bán nữa đâu, mua lấy mười mười lăm can mà cất đi. Không phải mười mười lăm lít mà mười mười lăm can mới sợ chứ. Một ông bạn đến hỏi, bác có trà không? Có chứ, mới mua một gói. Trời ơi, bác vẫn còn tỉnh táo đây chứ bác phải mua ngay 40, 50 gói, chỉ tuần sau là đốt đốt ban ngày cũng không tìm thấy đâu bán. Một ông bạn khác khuyên, đậu trắng, bác có biết không? Chạy đi mà mua lấy 5, 10 bao, sắp đắt đến nơi rồi, không phải 5, 10 cân, mà 50 bao mới sợ chứ. Ông hàng xóm sang hỏi, bác còn xà phòng không? Cũng còn mấy bánh, thế bác không biết chuyện gì à? Ai cũng chạy đi mua xà phòng cả. Lại một hàng xóm khác đe, bác đừng nói với ai nhé. Dầu ô liu lên giá đến nơi rồi, bác đi mua lấy vài can kẻo muộn, nếu nghe lời kẻ quen người thuộc thì nhà tôi phải thành kho thực phẩm, còn tôi thì phải thuê khách sạn mà chú. Bác phải tìm nơi tích chữ, không phải một vài cân, mà là mấy bao, mấy thùng, mấy bịch. Sáng danh đức a à la, là, tôi làm gì có tiền, tôi chỉ chạy được một cân dầu ô liu, ba bánh xà phòng, một gói trà, một cân đường thôi. Nhưng khi có người đến hỏi, bác có đường không? Úi trà trà, đầy cả gầm giường, thế dầu hỏa, trừ một trăm thùng chẵn, tôi bịt ngay miệng ông ta lại. Còn cha, thừa thải tôi đắp đầy chán ngã, tôi đã mua năm trăm gói để dành. Chấm chấm chấm, suốt mấy ngày liền, tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy trên tuyến đường từ nhà tôi ở phố Aaron Quê đến phố Ca Ngày hôm qua tôi bèn đi liền tù tì đến tận chuyến cuối xin lỗi bác người bán vé hỏi chúng tôi đã đi tám chuyến sao bác còn ngồi vậy bác định đi đâu thế tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi sao lại thế anh đừng nói với ai nhé giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi hôm nay còn rẻ tôi phải cố đi cho nó đã chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa